Mọi người đang nghe chuyện trên kênh góc chuyện độc đáo, ta không thể nào yêu một mảnh giấy. Gia tộc của ta và ám các có mâu thuẫn với nhau. Là một yến sư, nên rất giỏi tấn công và bắt bẫy. Yến sư, trong thế giới mà mình tạo ra, có yến sư sao? Người này là con rối thế chỗ của ta. Một người có thể chiến đấu với một trăm. Tại sao ngươi lại muốn giúp ta? Đương nhiên là mười ngàn lượng vàng. Ngươi hãy đợi ở đây, giờ ta đi báo với biểu ca của ta. Chờ đã, nếu ngươi hối hận thì sao? ngươi phải lập một khế ước với ta theo hình thức của gia tộc ta hãy đưa lòng bàn tay của ngươi ra đây cô gái đưa lòng bàn tay mình ra chàng thanh niên kia vẽ gì đó phát ra ánh sáng màu xanh và nói hãy tập trung tất cả suy nghĩ của ngươi vào đó bỗng thanh niên kia miệng cười nham hiểm định vung tay tấn công cô gái nhưng không ngờ cô gái kia phản xạ quật mạnh thanh niên kia xuống sàn nhà chỉ cần ngươi biết một số kiến thức cơ bản này ta đã bị ngươi lừa rồi bị phát hiện rồi sao đây là phủ tướng quân biểu ca của ta là chủ. Ngươi muốn 10 ngàn lượng vàng, sao lại lựa chọn lập khế ước với ta chứ? Trừ khi đây chỉ là một trò đùa của ngươi. Ô, bị ngươi phát hiện ra rồi thì đã sao? Cơ thể nhẹ như vậy, quả nhiên không phải người bình thường. Ngươi, có phải là người khiến cho tạ kiến tâm bước ra khỏi bức tranh? Quả là một người phụ nữ thông minh. Linh hồn chắc sẽ ngon lắm đây. Linh hồn, bây giờ ta cũng không ngại nói cho ngươi biết. Với linh hồn của ngươi, ta có thể trở thành bậc thầy của thế giới hội họa. Hãy mau ngoan ngoãn giao nộp linh hồn mình, ta có thể giữ cơ thể ngươi nguyên vẹn. Nói dối, cái gì? Từ lúc tạ kiến tâm bước ra khỏi bức tranh, sức khỏe của cậu ấy vẫn bình thường, sau đó chúng tôi cùng bước vào tranh. Ngoài việc lợi dụng yếu tố thời tiết dễ gây rắc rối ở hai thế giới, ngươi chẳng thể làm được gì cả. Nói cách khác, ngươi chỉ có thể lợi dụng tạ kiến tâm để giết ta hoặc lừa ta giao nộp linh hồn của mình. Không còn cách nào khác, ngươi nghiêm túc sao? bộ da này của ngươi, chỉ là một công cụ do ta thiết kế để giết tạ kiến tâm, và thúc đẩy tình cảm, chỉ là một bia đỡ đạn tạm thời. Cậu ấy không có động cơ để giết ta, cậu ấy có vẻ giống con người nhưng vô nhân tính như người đang sống trong cơ thể cậu ấy. Chỉ có người có nét mặt thiếu ý chí như vậy mới có thể bị ngươi điều khiển. Chẳng phải điều này gián tiếp cho thấy người yếu đuối đến mức nào. Ta, tại sao ngươi lại sợ? Hay lắm, cuối cùng ta cũng gặp được một đối thủ thú vị. Một ngày nào đó, ta sẽ để ngươi giao nộp linh hồn bằng chính đôi tay của mình, ồ không, ngày này, có lẽ sẽ sớm thôi. Những người được cử đi do thám đều bị tiêu diệt hết rồi. Phải lập lại kế hoạch, mình không được bỏ cuộc dễ dàng. Đuổi theo nhanh lên, đừng để hắn thoát. Vách đá. Hộp, hộp. Chất độc mà chúng cho mình ăn đã trúng vào tim rồi. Ô, rượu mời không uống, lại đi uống rượu phạt. Vì ngươi không sẵn lòng truyền lại những kỹ năng bí mật của mình, vậy thì đi chết đi hóa ra đây chính là nơi mình thuộc về sao